Chào mừng bạn trở lại với DB Art Drawing, mình là DB Trương. Và đây là video mà mình đã ghép lại với gần 200 bức ảnh chụp và quá trình đã hoàn thành một bức vẽ chân dung. Nếu các bạn thấy thích clip này thì hãy để lại cho mình một like ha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn xem clip vui vẻ. Thank you.